từ đường bộ đến đường hàng không. Những bánh xe đang lăn mang theo sứ mệnh diệt virus đến các bang tại xứ cờ hoa. Các lô hàng đầu tiên của vaccine Pfizer sẽ đến 145 trung tâm phân phối vào ngày hôm nay, 14 tháng 12, trong khi 491 địa điểm khác sẽ nhận vaccine vào ngày 15 và 16 tới. Vaccine ngừa COVID-19 được phân phối dựa trên dân số trưởng thành của từng bang. Hôm nay chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt. Thế giới đang chiến đấu để chống lại đại dịch toàn cầu. Chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc chiến này. Với hơn 500.000 nhân sự trên khắp cả nước, chúng tôi hy vọng được góp sức mình để vaccine đến tay người dân an toàn và nhanh nhất. Sau khi rời khỏi nhà máy, vaccine được chuyển đến các bệnh viện và các địa điểm có thể bảo quản ở nhiệt độ cực thấp, khoảng âm 94 độ. Pfizer đang sử dụng các thùng chứa có đá khô và cảm biến hỗ trợ GPS để đảm bảo mỗi chuyến hàng luôn lạnh hơn thời tiết ở Nam Cực. Việc triển khai tiêm vaccine sẽ đảm bảo có đủ cho mỗi người 2 liều để bảo vệ đầy đủ trước virus SARS-CoV-2. Sẽ có khoảng 2,9 triệu mũi tiêm được triển khai trong tuần này, đồng nghĩa là giới chức các bang cũng sẽ tích trữ số liều tương tự để tiêm nhắc lại mũi thứ hai cho người dân. Thay vì những phản ứng trái chiều chỉ cách đây vài tuần, thì giờ đa số người dân Mỹ đều hy vọng được tiếp cận vaccine sớm. Thật là điều tích cực. Rõ ràng là chúng tôi đã chờ đợi một thời gian để tiêm vaccine. Ban đầu tôi cũng khá lo lắng vì nghe thấy một số trường hợp bị dị ứng. Nhưng về lâu dài, nếu vaccine có thể cứu sống mọi người và khiến cuộc sống quay trở về bình thường, thì tôi sẵn sàng đi tiêm. Rất nhiều thứ ở New York này đang nằm im, chờ đợi vaccine. Sẽ không nơi nào bị đóng cửa nữa. Những cửa hàng sẽ mở lại. Thật tốt quá. Những ngày này, nhân viên y tế tuyến đầu có lẽ sẽ phải làm việc xuyên ca, tăng cường thêm nhân sự. Nhưng dường như ai cũng chung một niềm tin, trận chiến cuối cùng này, con người sẽ chiến thắng.